Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một quyển sách của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, đó là Dấu giày Vatican trên qua quê hương tôi. Sách như thế này. Thì chúng ta vào vấn đề luôn. Thì chương giảng nhập sơ lược về gia phả và cái chết của ông Giêsu. Nhiều người thắc mắc về con người thật của Giêsu. Thật ra vấn đề này cũng không liên quan gì nhiều đến những hành động của giáo hội La Mã đối với nhân loại từ lúc nó ra đời ở thế kỷ thứ tư đến nay. Vì giáo hội này là do vua La Mã là Constantine lập ra dựa vào nhân vật Giêsu chứ không phải là đạo Giêsu nguyên thủy. Tuy nhiên, để đáp ứng thắc mắc cho những ai muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi xin ghi ra vài nét về nhân vật Giêsu như sau. Nếu bạn đọc muốn biết thêm chiều sâu của vấn đề, có thể tham khảo tác phẩm của giáo sư Trần Trung Ngọc soạn chung với tôi trong tựa bài Người Việt Nam theo đạo Giêsu là vì cái gì, đã đăng trên sách hiếm. Về gia phả của ông Giêsu, học giả Charles Nguyễn ghi nhận theo sách Talmud, một cổ thư của các tu sĩ Do Thái, thì Giêsu là một đứa con hoang vào năm bà Maria lên 16 tuổi. Trong dịp mà đến nhà ông cậu là ông Joachim để săn sóc bà vợ của ông ta là Isabe, lúc đó đang mang bầu John Bautista được 6 tháng, thì bà Maria đã bị một người lính La Mã tên là Panthera hiếp dâm. Tên này gốc người Sidon, tức Liban ngày nay. Đi lính Lê Dương cho đế quốc La Mã và được giữ xạ thủ. Y chết tại Đức, lúc đó cũng là thuộc địa của La Mã, vào năm 62 tuổi và được chôn tại Bangerbuk. Hiện nay người ta đã tìm thấy bia mộ của tên lính này, trên đó có khắc hình một người lính La Mã tên là Panthera. Tấm bia mộ này hiện được lưu trữ tại bảo tàng viện Bach Quirinat, Đức Quốc, trường đại học của dòng tên tại Trung Tây Hoa Kỳ. Hiện dùng các tài liệu này để giảng dạy giáo lý mới về gia phả Giêsu. Sách Encyclopedia ghi nhận bốn người anh em và nhiều chị em gái của ông Giêsu đều được nói đến ở trong kinh thánh của ông Mắc 6. Không có căn bản nào trong văn bản này nói rằng những người anh chị em này là những người cùng cha khác mẹ hay là anh em con chú con bác đối với ông Giêsu. Và làm như vậy là phản lại động cơ giáo điều chủ nghĩa. Tất cả các danh tính bà con của ông Giêsu chứng tỏ rõ ràng cái tính chất thuần túy Do Thái của gia đình ông ta. Tên mẹ của ông Giêsu là Maria, tên bố của ông ta là Joseph và tên các người em của ông là James, Jacob, Judas và Simon. Về nguyên nhân đưa đến cái chết của ông Giêsu, như vậy là từ ngay khi chào đời cho đến khi lớn lên, đến tuổi trưởng thành, ông Giêsu sống với bà mẹ đẻ là bà Maria, ông bố ghẻ là ông Joseph, làm nghề thợ mộc cùng với đàn em, cùng mẹ khác cha. Lớn lên vào khoảng tuổi 12, ông Giêsu thường bỏ nhà đi lang thang và phát ngôn bừa bãi rất ngông nghênh, rất hòm hỉnh và rất thiếu văn hóa. Nhiều khi ông tự xưng là con của Chúa Trời. Ngoài ra, ông thường phóng ra những lời hỗn xược, ngược ngạo, rất phi luân. Dưới đây là những lời nói như vậy của ông Giêsu: ta đến đây không phải mang lại sự bình an, mà là mang gươm giáo. Ta đến đây để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. Kẻ nào yêu kính cha mẹ hơn ta thì không đáng gì đối với ta, và kẻ nào yêu thương con cái hơn ta cũng không đáng gì đối với ta. Matthew 10:34-37. Khi rượu hết, bà mẹ của Giêsu nói với Giêsu rằng không còn rượu nữa. Giêsu nói với bà rằng: này bà, ta với ngươi có mắc mớ gì với nhau? John 2:3-4. Nhiều khi hứng chí, ông Giêsu lên án và chửi bới những người Do Thái thuộc về phái
Pharisee. Cũng nên biết vào thời ông Giê-xu, nước Do Thái đã bị đế quốc La Mã chiếm đóng và thống trị từ năm 64 trước Tây lịch. Dân Do Thái theo đạo Do Thái, và vào thời ông Giê-xu, tôn giáo này đã phân hóa thành nhiều hệ phái. Hệ phái Pharisee độc quyền chiếm giữ đền thánh Jerusalem, có số tín đồ đông nhất. Hệ phái Sadducees ít tín đồ nhưng rất bảo thủ và cuồng tín cực đoan. Hệ phái Essen, giáo phái đông thứ nhì sau Pharisee, giáo phái này cấp tiến nhất. Cũng nên biết bản chất của những người theo tôn giáo độc thần là cuồng tín, rất háo sát và rất hung dữ. Hung dữ đến độ họ sẵn sàng tàn sát những người thuộc các tôn giáo khác và tàn sát cả những người cùng thờ một chúa nhưng thuộc về phái khác. Bằng chứng là người Kitô La Mã đã từng tàn sát những người Kitô tin lành, người Kitô chính thống và những người Kitô anh giáo cùng là tín đồ Hồi giáo, người tín hữu Hồi giáo Sunni và người Hồi giáo Sikh cũng giết hại lẫn nhau, không khác gì những người Kitô giáo La Mã giết hại những người tín đồ Kitô hữu thuộc các hệ phái khác. Chính vì thế mà ông Giê-xu bị những người thuộc hạ các hệ phái Do Thái giáo khác muốn hãm hại ông. Đồng thời, có khi những cơn hứng chửi bới lung tung, ông cũng chửi và lên án cả chính quyền đế quốc La Mã. Vì thế mà chính quyền La Mã cũng không ưa ông. Vì nằm dưới ách thống trị của đế quốc La Mã, người dân Do Thái rất thù ghét chính quyền La Mã và muốn đánh đuổi quân giặc ngoại thù này ra khỏi đất nước Do Thái. Có những người thấy ông Giê-xu tự xưng là con của Chúa Trời và nói những lời chống chính quyền La Mã, thỉnh cầu ông đứng ra lãnh đạo tổ chức lực lượng nghĩa quân vũ trang giải phóng nước Do Thái, thoát khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Thế nhưng trong cơn bốc đồng nổi hứng, ông chỉ chửi bới và lên án chính quyền đế quốc La Mã cho đã miệng, chứ thực ra ông không hề có ý định và cũng không có khả năng làm chuyện lớn như vậy. Cho nên ông không thể đáp ứng được khát vọng của họ, vì thế mà người dân Do Thái mới khinh rẻ ông, coi ông như một người gây rối xã hội và cần phải khử diệt. Sự kiện này sách sử ghi lại rõ ràng như sau. Cũng như ông Giê-xu tin tưởng, nhiều người Do Thái tin rằng ông Giê-xu là Chúa cứu thế mà họ đã ngóng đợi từ lâu. Họ thỉnh cầu ông dấn thân nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo lực lượng vũ trang giải phóng đất nước thoát khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Nhưng ông không quan tâm đến việc này. Ông cho biết ông tìm cách giải phóng con người về đạo đức và tinh thần. Thất vọng và giận dữ, nhiều người Do Thái quay ra chống ông, kết án ông và bắt ông nộp cho các viên chức chính quyền đế quốc La Mã để hành hình ông. Viên thống đốc của chính quyền La Mã là ông Pontius Pilate ra lệnh xử tử ông theo luật pháp của chính quyền La Mã, và hào hồi đó là đóng đinh thân xác ông trên một cái giá chữ thập rồi đem đi cắm ở sườn núi Sọ cùng với hai tên tử tội khác để phơi nắng phơi mưa cho đến chết. Qua những câu chuyện kể trên, chúng tôi có thể suy đoán ra rằng ông Giê-xu chết vì vạ miệng. Đạo Kitô Do Thái nguyên thủy chết rồi, ông Giê-xu được tôn vinh là Chúa cứu thế. Môn đệ của Giê-xu lập đạo Kitô Do Thái và lột xác thành đạo Kitô La Mã. Đế quốc La Mã chiếm nước Do Thái làm thuộc địa từ năm 63 trước Công nguyên và thống trị quốc gia này kể từ đó cho đến ngày đế quốc La Mã sụp đổ. Ông Giê-xu bị bắt và bị hành hình vào năm 33. Mãi tới cuối thế kỷ thứ nhất, đạo Kitô Do Thái mới xuất hiện. Vào thời đó, đại đa số người dân trong đế quốc La Mã theo đa thần giáo, lập tập quán của họ là thờ đủ mọi thứ như thần núi, thần sông, thần đồng ruộng, thần ái tình, vân vân. Cũng vì thế mà người Do Thái tôn vinh ông Giê-xu lên là Chúa cứu thế và lập đạo để thờ cúng cầu khẩn, không bị chính quyền ngăn cấm. Tín đồ Kitô Do Thái không chấp nhận quyền lực nhà nước. Cho tới đầu thập niên 230, thời giáo chủ Pontanus
năm 230 đến 235, tức là vào khoảng 200 năm sau khi Chúa Giêsu thọ hình. Con số tín đồ Kitô giáo Do Thái trong đế quốc La Mã lên tới vào khoảng 7.000 người, 70.000 người. Con số này so với số dân khổng lồ sống trong đế quốc La Mã thì thật là quá khiêm tốn. Chính quyền đương thời thi hành chính sách khoan dung đối với tất cả các tôn giáo ở trong đế quốc, miễn rằng họ phải tuân hành luật lệ của nhà nước. Trong khi đó thì các nhà truyền giáo Kitô Do Thái lại rao truyền dạy dỗ tín đồ chỉ được thờ có Thượng Đế Giê-hô-va và Chúa Giê-xu thôi. Họ không được phép thờ bất cứ ông thần nào khác. Đồng thời tín hữu Kitô Do Thái lại từ chối không chịu tuân hành một số luật pháp của chính quyền. Đặc biệt là họ từ chối cái khoản luật lệ đòi mọi người phải thờ phượng vị thần mà hoàng đế La Mã đang thờ cúng. Sự kiện này được sách Living World History ghi nhận như sau. Quyền chức chánh quyền La Mã tức bấy giờ chấp nhận nhiều tôn giáo hiện diện ở trong đế quốc, miễn là các tôn giáo này chấp nhận quyền lực của chính quyền. Tuy nhiên, nhiều luật lệ của đế quốc La Mã, đặc biệt là những luật về việc thờ phượng của hoàng đế, lại bị các tín đồ Kitô giáo từ chối, không chịu tuân hành. Hậu quả là họ bị coi như là kẻ thù của nhà nước, tất nhiên là bị đối xử như kẻ thù trong đế quốc, nghĩa là họ bị tự ngược đãi, bị bắt hại, bị tấn công và bị tàn sát không một chút nương tay. Đạo Kitô nguyên thủy bị bắt hại như thế nào? Khi tình hình trở nên bất ổn, lại thêm thiên tai xảy ra triền miên, khiến cho dân dân đói khổ, loạn lạc nổi lên cướp phá và viên chức chính quyền trở thành những thứ sâu dân mọt nước, gây nên rất nhiều bất công trong xã hội và bất mãn trong dân dân. Tất nhiên là tín hữu Kitô Do Thái không thể nào tránh khỏi trở những con dê tế thần của chính quyền đế quốc, và trăm tội sẽ đổ lên đầu họ. Thường thì họ bị truy lùng, tấm cỏ, rồi bị đưa ra tòa xử tội và trừng phạt tùy theo chức vụ hay địa vị của mỗi người trong tổ chức hay hội đoàn tôn giáo của họ. Hình phạt sẽ được quyết định tùy theo thành tích đã làm của họ, tùy theo mức độ thù ghét của chính quyền và tùy theo lòng dân địa phương đối với họ. Có rất nhiều người bị xử tử theo kiểu ông Giê-xu thọ hình trước kia. Có khi họ bị luyện cho thú dữ cào cấu và ăn thịt ở ngay giữa đấu trường. Hoàng đế Nero 58 đến 68 quy trách nhiệm cho người theo đạo Kitô Do Thái về vụ hỏa hoạn trong kinh thành La Mã vào năm 64 Tây lịch. Ông ra lệnh trừng phạt họ rất là tàn nhẫn vào những năm 249 đến năm 251, và rất nhất là lần chót vào năm 303 dưới thời hoàng đế Diocletian 284 đến 305. Tình trạng của họ thật là vô cùng khốn khổ. Người tín hữu Kitô Do Thái sống trong cảnh ám ảnh, không biết bị bắt và bị giết vào lúc nào. Tình trạng này được sách Roman chết ghi nhận như sau. Từ khi tông đồ Simon Phêrô chết vào năm 67 sau Tây lịch cho đến năm 312, có 31 vị kế nghiệp ông ta làm giáo chủ, giữ vai trò như là vị giám mục tại La Mã. Không có ai trong số 18 vị giáo chủ đầu tiên được chết yên lành trên giường bệnh. Tất cả đều là bất đắc kỳ tử. Cá nhân ông giáo chủ Bonten là một tín hữu Kitô giáo Do Thái. Dĩ nhiên ông nhìn thấy tương lai rất là đen tối. Vào bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, ông cũng có thể bị giết ngay tại chỗ. Luật pháp La Mã cho phép như vậy. Hoặc là ông có thể bị bắt, bị bỏ tù rồi bị giết ở trong tù, hay bị dẫn đi diễn hành ở một sân vận động trường ở La Mã cho dã thú ăn thịt trước con mắt thích thú của khoảng chừng 80.000
khán thính giả để xem như một màn thể thao, hoặc là có thể bị gửi đi làm việc cực nhọc cho đến chết trong các khu mỏ của người La Mã ở một nơi nào quanh vùng Địa Trung Hải. Ngày 27 tháng 9 năm 235, tân hoàng đế Maximinus ban hành một sắc lệnh, theo đó thì tất cả các nhà lãnh đạo Kitô Do Thái giáo, từ tu sĩ, phụ tế, học giả cho đến các giám mục đều bị bắt. Các tòa nhà của họ đều bị đốt, nghĩa địa của họ bị đóng cửa, tài sản cá nhân của họ bị tịch thu. Trong những thời kỳ có chính sách khoan hồng, những người theo đạo Kitô Do Thái được phép chôn các người chết của họ ở những nơi đặc biệt, và ngay cả khi còn sống ở ngoài xã hội, họ cũng không được làm chủ bất động sản. Giáo chủ Bonten bị lính của hoàng đế Maximinus bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 235 và bị đưa vào khám đường Mamertine. Ngay ngày hôm đó, đồng thời ông Hippolytus 70 tuổi, một nhân sĩ Kitô Do Thái có tiếng tăm, cũng bị bắt vào ngày 29 tháng 9 và bị đưa đi khu mỏ trì tại đảo Sardinia, bị đưa đến La Mã. Giáo chủ Bonten bị tra tấn hành hạ vào khoảng 10 ngày, hy vọng là ông sẽ khai cho nhà cầm quyền biết những tin tức về các nhà lãnh đạo khác của đạo Kitô Do Thái, nhưng ông ta không tiết lộ gì cả. Rồi sau đó ông cũng bị kết án và bị đưa đi các khu hầm mỏ ở Sardinia. Ông tới đây vào ngày 12 tháng 10 năm 235. Hoàn cảnh lịch sử đưa đến việc đạo Kitô Do Thái lột xác. Trong thời gian này, vì muốn gây thanh thế trong cuộc chiến giành giật ngai vàng, hoàng đế Galerius đã từng nổi tiếng bắt hại đạo Kitô, quay ra thay đổi chính sách bằng cách ban hành sắc chỉ phân dung. Vào ngày 30 tháng 4 năm 311, với mục đích lôi kéo giáo hội Kitô Do Thái và tín đồ của tôn giáo này về phe ông để chống lại các đối thủ chính trị, nhờ vậy mà các tu sĩ và tín đồ Kitô được sống đời tự do, không còn bị bắt hại như những ngày trước đó. Bản duật Trương Kỳ, Ngư Ông Đắc Lợi. Cuộc chiến giành giật ngai vàng vẫn còn tiếp diễn. Các thế lực chống đối nhau cũng muốn tỏ ra khoan dung và độ lượng đối với tín hữu Kitô để lôi kéo họ về phe cánh của mình. Không thể để cho hoàng đế Galerius độc quyền độ lượng hoàng đế Maxentius, anh em rể với hoàng đế Constantine, bèn ra lệnh trả lại cho giáo hội và tín đồ Kitô tất cả những khoản tài sản đã bị chính quyền tịch thu trong những năm trước đó. Nhưng rồi sáng sớm ngày 28 tháng 10 năm 312, hoàng đế Maxentius bị hoàng đế Constantine đánh bại trong một trận đánh tại cầu Mivian. Thấy rằng thu phục giáo hội Kitô là một thủ đoạn chính trị khôn ngoan để tăng gia thanh thế, vì thế mà ngay buổi chiều hôm đó, hoàng đế Constantine thân hành đến gặp các nhà lãnh đạo của giáo hội Kitô Do Thái để thuyết phục. Đây là một buổi họp giữa một bên là những người đại diện cho giáo hội Kitô, là giáo chủ Mitides gốc châu Phi sinh tại La Mã, 62 tuổi, cùng với người phụ tá là giám mục mà Sylvester, 59 tuổi, thân mẫu rất có thể là người La Mã, và chính ông ta tự nhận là gốc Đức. Các sử gia ghi nghi ngờ ông là người La Mã. Và một bên đại diện cho chính quyền đế quốc La Mã là hoàng đế Constantine, một người La Mã chính tông mới có 31 tuổi, chủ đích của hoàng đế Constantine trong cuộc họp này là kiến tạo một liên minh giữa thế quyền và thần quyền, với mục đích lôi kéo khối tín đồ Kitô Do Thái về phe ông để tăng cường thế lực, cũng mà và cũng là một mà dùng
làm thành phần nòng cốt để bảo vệ chế độ. Hoàng đế Công Tăng Tiên và Giáo hội Do Thái. Tên thật của ông là Flavius Aurelius Công Tăng Tiên và sinh vào khoảng năm 280. Có tài liệu nói là ông sinh năm 217 tại Naissus, ngày nay nằm trong giáo xứ Sibi. Ngày 1 tháng 5 năm 305, hoàng đế Diocletian thoái vị. Một hội đồng 4 người nhiếp chính được thành lập và thân phụ của ông trở thành một trong 4 người trong hội đồng nhiếp chính này. Cũng vào năm đó, thân phụ ông lên ngôi, tức là hoàng đế Constantius đệ nhất, và cũng từ đó ông thường theo cha trong những chiến dịch tiến đánh người Bích tại Anh Quốc. Năm 306, hoàng đế Constantius đệ nhất qua đời. Ông được quân sĩ tôn lên nối nghiệp cha, nhưng mãi hơn một năm sau mới có được chính thức nhìn nhận là hoàng đế. Lúc bấy giờ có nhiều người thuộc nhiều phe tranh giành ngôi hoàng đế. Những người đó là Công Tăng Tin, Maximilian, bố vợ của Công Tăng Tin, bị Công Tăng Tin giết chết vào năm 310. Galerius chết vào năm 311. Maximius Valerius Licinius Maximius, con của Maximian, bị Công Tăng Tin đánh bại vào năm 312. Maximius Dia, Công Tăng Tin là con của người đầy đủ, đầy thủ đoạn, xảo quyệt, bất nhân và tàn ác hơn bất kỳ chính trị gia nào khác từ trước tới lúc đó, và cả cho đến ngày nay khi phải đương đầu với quá nhiều đối thủ chính trị. Công Tăng Tin cầu hôn với công chúa Fausta, con gái của Maximin, với thâm ý là làm giảm bớt đi được một kẻ thù. Cơ hội đến, ông giết luôn cả cha vợ. Sau đó ông lại giết luôn cả em vợ. Và cuối cùng khi thành công rồi, vào năm 326, ông giết luôn cả người vợ thân yêu của ông là bà Fausta, và người con trai của ông là Ripus, cọp dữ không nỡ ăn thịt con, dã thú như loài cọp còn không nỡ ăn thịt con. Ấy thế mà Công Tăng Tin đã giết luôn cả người con ruột của ông ta. Như vậy là ông ta còn tệ hơn cả loài dã thú. Việc làm bất nhân và bạo ngược này khiến cho sử gia Caleb David phê bình rằng ông có nhiều đức tính đáng quý, nhưng việc sát hại người con trai của ông là Ripus và người vợ của ông là bà Fausta vào năm 326, dù là vì lý do cá nhân hay chính trị, thì nó cũng cho ta thấy bề trái của đức tính tốt này của ông ta. Dưới đây là sách lược thanh toán của các đối thủ chính trị của Công Tăng Tin. Khởi đầu năm 307, Công Tăng Tin xin kết hôn với công chúa Fausta, ái nữ của Maximian, một địch thủ mạnh nhất trong các địch thủ của ông. Như vậy, ông đã có được một liên minh mạnh nhất, trội hơn rất nhiều so với các đối thủ còn lại. Đến năm 310, ông tìm cách hạ thủ bố vợ ông là Maximian. Năm 311, Galerius qua đời. Như vậy, Công Tăng Tin chỉ còn lại có hai đối thủ, chính ông và người em vợ của ông là Maxentius. Em ruột của bà Fausta thống lãnh vùng lãnh thổ phía Tây, Valerius Licinius và Maximinus Dia thống lãnh vùng phía Đông. Để giảm bớt số kẻ thù, Công Tăng Tin gả em gái cho Licinius. Thế là ông có Licinius liên minh với ông để canh chừng và cầm chân đối thủ Maximius Dia.
ở phía đông. Ngay sau đó, ông tính đến việc thanh toán đối thủ ở ngay gần kế ông là Masentius, người em vợ thân yêu của ông. Nhớ đến cái khối hơn 70.000 tín hữu Kitô Giáo Thái thà chết chứ không bỏ đạo, ông liền nghĩ ra một kế hoạch vô cùng tinh tế để lôi cuốn họ vào phe của ông. Sau khi thắng được trận đánh tại cầu Milivian ngày 28 tháng 10 năm 312, ông thân hành đến gặp giáo chủ Mitides, có giám mục Bishop Sylvester ở bên cạnh. Ông nói với hai người nhà lãnh đạo tôn giáo này rằng vào buổi chiều hôm trước, khi chuẩn bị quân sĩ cho trận đánh, ông thấy có một dấu hiệu cây thánh giá của Giê-xu nằm đè lên mặt trời, và có một giọng nói huyền diệu nói với ông rằng trong dấu hiệu này người sẽ chiến thắng. Ông cho biết chuyện đó xảy ra vào đêm hôm trước, đêm vừa qua. Sáng nay ông ra trận với dấu hiệu thánh giá đó sơn lên trên những tấm khiên và đầu ngựa. Ông tin rằng ông đã thắng trận đánh tại cầu Mivian, và do quyền lực và sức mạnh của cái dấu hiệu thánh giá đó để tỏ ra là người thành khẩn tin vào sức mạnh huyền diệu của cây thánh giá đó, ông khẩn khoản giáo chủ Mitides cho ông xin hai trong ba cái đinh kỷ vật mà trước kia đã được dùng đóng Chúa Giê-xu lên cây thập giá. Khi thọ hình, ông cho biết ông sẽ dùng một cái đinh nắm vào vương miện của ông, một cái đinh cắm vào vương miện của ông, và nói rằng ông sẽ nhân danh Chúa Giê-xu cai trị đế quốc La Mã. Cái đinh thứ hai sẽ được dùng làm hàm thiết cho con ngựa của ông. Ông cũng nói cho họ biết rằng ông sẽ nhân danh Chúa Kitô cởi con ngựa này ra trận chống lại tất cả kẻ thù của Chúa Kitô, cũng như chống lại kẻ thù của đại diện của Chúa, tức là vị giám mục hay giáo chủ của giáo hội Kitô tại La Mã. Ông nói trong tương lai là tông đồ của Chúa Kitô, chúng ta sẽ tuyển chọn vị giám mục tại La Mã giáo hoàng. Ngoài ra ông còn hứa là ông sẽ ra lệnh xây một ngôi thánh đường Phêrô đồ sộ ở ngay trên ngọn đồi tại La Mã, và di hài của thánh Phaolô sẽ được đưa đến chôn cất ngay tại chỗ ngài. Phêrô bị giết. Ngày hôm sau, ngay từ lúc rạng đông, hoàng đế Công Tăng Tin cùng hoàng hậu Phao Tha đến thăm giáo chủ Mitides và giám mục mà Sylvester, rồi kéo nhau đi dạo quanh khu đồi Vatican. Tất cả những lâu đài và dinh thự trên vùng này trước kia thuộc gia đình Laterani, gia đình bà Phao Tha, một gia đình danh gia vọng tộc ở La Mã. Đây là một dinh thự lớn nhất và đồ sộ nhất, di sản của hoàng đế Maximian, và trở thành của hồi môn của hoàng hậu Phao Tha. Hoàng đế Công La Tin dẫn hai ông Mitides và Sylvester vào trong căn dinh thự này và long trọng tuyên bố kể từ đây tòa dinh thự này là của giáo hội Mitides và của những người tiếp nối ngôi tông đồ Phêrô. Sau đó tất cả trở lại nhà giáo chủ Mitides. Hoàng đế Công Tăng Tin nhận lãnh hai cái đinh, giáo chủ Mitides giữ lại cái đinh thứ ba. Đạo Kitô Do Thái biến thành giáo hội Kitô La Mã. Những lời tuyên bố và hứa hẹn hào hiệp cũng như tất cả những cử chỉ ưu ái của hoàng đế Công Tăng Tin làm cho giáo chủ Mitides ngạc nhiên như từ trên trời rớt xuống. Ông không thể trả lời được câu nào mà chỉ gật đầu lia lịa. Suốt đời ông cho đến bây giờ đã 62 tuổi trời, ông chỉ biết có những ngôi nhà thờ tầm thường giống như một căn nhà nhỏ bé
chưa bao giờ ông lại mơ tưởng đến một mà ngôi thánh đường nguy nga đồ sộ như công tay tin vừa nói. Tuy nhiên, ông chỉ ước mong chính quyền hủy bỏ chính sách khủng bố và từ bỏ chính sách bách hại và ngược đãi đạo Kitô, để cho các tu sĩ và tín hữu của ông được tự do truyền đạo và hành đạo. Có lẽ trong thâm tâm, ông muốn từ chối hết tất cả những đặc quyền, đặc lợi về chính trị và vật chất do chính quyền ưu đãi. Có thể ông đã biết rằng một khi mà tôn giáo lãnh nhận ân sủng của chính quyền, của quyền lực hay dựa vào chính quyền để có những đặc quyền, đặc lợi thì tôn giáo sẽ bị hư thối như tất cả các tổ chức chính trị khác từ trước đến giờ. Và hậu quả là tôn giáo sẽ bị quân chúng khinh rẻ, coi như là một mà đảng cướp không hơn không kém. Như vậy là phải là phản lại cái lý tưởng cao đẹp của Chúa Kitô. Vì thế mà ông chỉ muốn thi hành đúng theo những gì Chúa Kitô đã truyền dạy, và không bao giờ ông lại mơ màng đến chuyện đem tôn giáo vào nương bóng và dựa thế chính quyền để thị oai và mở rộng tôn giáo. Trong khi đó thì Sylvester lại cho rằng công tăng tin có thể giúp ích cho thế kế hoạch cứu rỗi toàn cầu của Chúa Giêsu. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên chính trường và chiến trường, với kinh nghiệm lão luyện đã từng sử dụng những mánh mung để loại bỏ các đối thủ chính trị ra khỏi đấu trường, và với khả năng sắc bén trong việc nhận xét những người đối thoại, cho nên ngay khi vừa mới tiếp xúc và nói chuyện với hai nhà lãnh đạo của giáo hội Kitô Do Thái, hoàng đế Constantine đã thoáng ra có sự bất đồng chính kiến như trên giữa hai nhà lãnh đạo Kitô Do Thái giáo về vận động các cộng tác với ông, và ông cũng đã ngẫm nghĩ đến cách khai thác tình trạng sức khỏe suy yếu của giáo chủ Mitidates để lôi kéo giám mục Sylvester đi theo ông. Vì thế ông nói lời bóng gió như nhắn nhủ với họ rằng trong tương lai, cùng là tông đồ của Chúa Kitô, chúng ta sẽ giúp nhau tuyển chọn vị giám mục tại La Mã giáo chủ. Rõ ràng là câu nói này nhằm để khích lệ Sylvester rằng nay mai khi tuyển chọn vị giáo chủ kế tiếp sẽ có bàn tay ông trong việc này. Nói xong, ông đi liền ra mặt trận để thanh toán những kẻ thù còn lại. 15 tháng sau, tháng 1 năm 1314, giáo chủ Mitidates qua đời. Cho đến khi chết, ông vẫn giữ vững lập trường là giáo hội Kitô Do Thái không nên nhận một đặc ân hay đặc quyền nào của chính quyền. Ông nghĩ rằng giáo hội có thể lãnh nhận đất đai và các căn nhà của nhà nước ban phát cho những nhà cũng đã là quá lắm rồi. Ông không thể nào chấp nhận việc dùng quyền lực chính trị và quân sự để làm phương tiện truyền bá đạo Kitô. Sau khi giáo chủ Mitidates qua đời, hoàng đế Constantine cho tổ chức một hội nghị gồm tất cả các tu sĩ Kitô tại La Mã. Tại hội nghị, ông tuyên bố: chúng ta đã tuyển chọn để chấp nhận Sylvester là người lên ngôi nối nghiệp giáo chủ Mitidates và tông đồ Phêrô để làm đại diện của Chúa Kitô Giêsu. Chúng ta đã tuyển chọn để chấp nhận Sylvester là người lên nối nghiệp giáo chủ Mitidates và tông đồ Phêrô để làm đại diện của Chúa Kitô Giêsu. Toàn thể hội nghị đồng ý việc hoàng đế Constantine chọn ông Sylvester làm giáo chủ, đúng ra là giám mục ở địa phận Rome. Ngay sau đó, Sylvester được tấn phong long trọng mà có lẽ từ trước cho đến lúc đó chưa có ông giáo chủ, giám mục ở Rome nào có được cái vinh dự này. Sau đó giám mục mà Sylvester sau này được gọi ông là giáo hoàng Sylvester I năm 314-335, cùng vào họp bàn với hoàng đế Constantine trong dinh Lateran. Không ai biết được hai người đã bàn thảo về những vấn đề gì, nhưng chắc chắn là họ đã thỏa thuận với nhau về nhiều vấn đề quan trọng. Kể từ đây,
quyền hành điều khiển giáo hội nằm trong tay hoàng đế Constantine, và giáo hội Kitô Giáo Thái trở thành một tổ chức tay sai tiếp sức cho hoàng đế Constantine, củng cố uy quyền và duy trì quyền lực. Vì thực trạng này, bộ máy quản trị tín đồ của giáo hội cũng được tổ chức rập khuôn theo tổ chức bộ máy quản lý nhân dân của đế quốc La Mã. Thế rồi, không biết vì lý do gì mà năm 324, hoàng đế Constantine chỉ đòi đế quốc La Mã thành một đế quốc Tây Phương với thủ đô hành chính là Rome, 2. Đế quốc Đông Phương với thủ đô hành chính là Constantinople thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Rồi ông dời đô sang Constantinople. Nhờ vậy mà vị giám mục ở Rome, sau này gọi là giáo hoàng, được ủy nhiệm quyền hành rộng rãi, vì thế tục và được hưởng rất nhiều đặc quyền, đặc lợi trong đế quốc. Sự kiện này được sách sử ghi lại như sau: vào năm 324, hoàng đế Constantine quyết định bỏ Rome và dời đô đến Constantinople, nay là thủ đô Istanbul thuộc của Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do là lãnh thổ của đế quốc La Mã lúc đó trải rộng về phía đông, gồm có những quốc gia thuộc Bắc Phi, Trung Đông, Tiểu Á và một phần Đông Âu. Thủ đô cũ của đế quốc đặt tại Rome trở nên quá xa đối với lãnh thổ phía đông, cho nên không còn thích hợp cho việc cai trị của đế quốc nữa. Thủ đô mới của đế quốc La Mã tại Constantinople tồn tại và phát triển trong hơn 1.000 năm, từ năm 324 đến năm 1453, với 88 đời giáo hoàng đế kể từ Constantine. Từ sau khi Rome bị các hoàng đế La Mã bỏ trống từ năm 324, thì các giám mục ở Rome bắt đầu âm mưu củng cố quyền lực bằng cách liên kết với các vua chúa của các nước Tây Âu để tách rời với quyền lực của hoàng đế La Mã tại Constantinople. Dần dần, Constantinople không còn đủ sức kiểm soát lãnh thổ phía Tây gồm các nước Âu Châu, nên đế quốc La Mã đã bị tách làm hai. Kitô giáo gắn liền với đế quốc cũng bị tách ra làm hai giáo hội. Giám mục ở Rome tự xưng là thượng phụ của giáo hội Tây Phương, và giám mục tại Constantinople tự xưng là thượng phụ của giáo hội Đông Phương. Hai giáo hội Đông và Tây của Kitô giáo vẫn cố gắng thuận thảo với nhau từ thế kỷ thứ tư đến năm 1054, thì tách rời hẳn. Năm 1204, Vatican tổ chức cuộc thập tự chinh thứ tư, tàn phá Constantinople, gần thành bình địa. Constantinople trở thành thuộc địa của Vatican trong 57 năm, năm 1204 đến năm 1261. Sự kiện này cũng được sách The Dealing and Fall of the Roman Church ghi lại như sau: cấp tiến nhiều hơn và việc ban chấp cánh quyền hành là tổ chức mới của giáo hoàng. Kinh thành Rome được chia ra thành 7 giáo khu, mỗi giáo khu do một viên chức của tòa thánh Vatican quản nhiệm. Hoàng đế Constantine đã chia toàn thể các vùng có ảnh hưởng của giáo hội ra làm 3 vùng: kinh thành La Mã hay địa phận tông đồ là Rome, Alexandria, Ai Cập và Antioch, một thành phố nằm trên sông Otranter ở miền nam nước Thổ Nhĩ Kỳ, ngày xưa là thủ đô của nước Syria. Sau này lại có thêm hai địa phận phi tông đồ nữa là Jerusalem và Constantinople, một thành phố lớn thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ có tên mới là Istanbul, nằm trên thủy lộ nối liền Bắc Hải với Địa Trung Hải. Thẩm quyền của vị giám mục cai quản địa phận Rome, bao trùm cả Rome, Ý Đại Lợi, vùng Balkan, Châu Phi, Sicily, miền Nam Ý Đại Lợi ngày nay, Pháp, Đức và Anh. Với thần quyền bao trùm như vậy, vị giám mục cai quản địa phận Rome có ưu thế quyền lực trong các phạm vi chính trị, dân sự và ngay cả quân sự nữa.
uy tín của ông ta lan rộng toàn cầu. Giáo hội được sử dụng các phương tiện của chính quyền đế quốc như đường xá, trạm xe, xe cộ, đội quân, hộ tống, trại lính, đồn binh, luật sư, quan tòa, tòa án, công thự và ngân khố. Cho các công việc truyền giáo, giáo hội đã có chứng từ bằng khoáng của những bất động sản ở ngoài kinh thành Rome, như ở Campana, ở Ostia, hải cảng Rome, về phía đông trên bờ biển Adriatic, xuống phía nam ở Calabria, Sicily. Tất cả những thứ này đã có trong thời giáo hoàng Sylvester năm 314-335. Như vậy là kể từ năm 324, giáo hội La Mã với những mánh mung bịp bợm tàn hình bằng danh xưng tôn giáo, rồi dùng thủ đoạn gian manh và bạo lực thiết lập các chế độ đạo phiệt tại các địa phương để làm phương tiện cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải tin theo niềm tin quái đảng của cái đạo quái đảng Kitô La Mã. Sự việc này được sử gia Malachi Martin ghi nhận như sau: giữa bàn tay của giáo hội Sylvester và hoàng đế Constantine, giáo quyền do ông Giêsu trao cho ông Phêrô ở gần Hemon chỉ được tập trung vào một nền văn hóa La Mã, một nhóm chủng tộc da trắng trong một vùng địa lý Tây Âu và nằm trong một tổ chức thống lãnh chính trị đế quốc La Mã. Ngày 20 tháng 5 năm 325, hoàng đế Constantine năm 280-337 triệu tập tất cả các giáo sĩ trong toàn đế quốc đến tham dự hội nghị được tổ chức tại Nice, một địa điểm thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Hội nghị thông qua một tín lý về Chúa Kitô và sửa lại các lời lẽ trong Tân Ước sao cho phù hợp với chủ trương thống nhất tín lý Kitô mà ông nghĩ rằng có thể phục vụ cho quyền lực chính quyền đế quốc của ông. Tại hội nghị này, hoàng đế Constantine và các nhà lãnh đạo giáo Kitô đã dùng bạo lực để cưỡng bách các giáo sĩ tham dự hội nghị và phải chấp nhận những tín lý thần học và đã được chính quyền và giáo hội biên soạn sẵn đưa ra. Sự kiện này được sách Living Word History ghi lại như sau: Thiên Chúa giáo được tăng cường bằng một tín điều chung, vì ông Giêsu không để lại văn bản viết nào về tín lý, cho nên mới có những tranh luận giữa các tín đồ về niềm tin Kitô. Để giải quyết vấn đề này, năm 325, hoàng đế Constantine cho triệu tập một hội nghị nhóm họp ở Nice. Hội nghị này soạn thảo một tín điều cho rằng Thượng Đế và ông Giêsu Kitô có cùng một linh thể. Tất cả mọi người tham dự hội nghị đều đồng ý tín điều này, ngoại trừ một mà tu sĩ có tên là Arius và một số đồ đệ của ông ta. Những người này cho rằng Thượng Đế và ông Giêsu Kitô có những linh thể khác nhau. Họ bị gán cho là tà giáo và bị trục xuất ra khỏi hội nghị. Những năm sau đó, phe theo ông Arius và phe theo quyết định tín điều Nice gọi là phe Nice tranh nhau giành quyền lãnh đạo giáo hội. Nhưng cuối cùng thì phe Nice chiến thắng. Thêm vào tín điều Nice, hội nghị còn khai triển những văn bản trong Kinh Thánh, Kinh Thánh của người Do Thái mà lúc đầu giáo hội Kitô Do Thái chọn làm Kinh Thánh, được gọi là Cựu Ước Kinh, và được thêm vào những cuốn sách biên soạn sau khi ông Giêsu đã bị hành hình. Có rất nhiều cuốn được biên soạn sau khi ông Giêsu qua đời, nhưng chỉ có 27 cuốn được chọn, gom lại được gọi là Kinh Tân Ước. Kể từ đó, tôn giáo này trở thành đại thảm họa cho các dân tộc trong lãnh thổ đế quốc La Mã, rồi lan dần ra hầu hết các nước Âu Châu và các quốc gia trong vùng quen biển Địa Trung Hải, mà nạn nhân đầu tiên là những tín hữu Kitô Do Thái. Thì mình xin tạm dừng ở chỗ này để mình làm cái clip thứ hai, thứ ba, thứ tư, nó rất là nhiều, cho nên mình sẽ chia ra. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.